đồng hành với khách hàng trên suốt chặng đường phát triển, với tôn chỉ hoạt động, đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp, SHB luôn chú trọng xây dựng các chính sách, giải pháp sáng tạo, lắng nghe, thấu hiểu để tư vấn đến khách hàng những sản phẩm dịch vụ ưu việt nhất. Từ năm 2009, chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của SHB bắt đầu được triển khai với nhiều ưu đãi về lãi suất, linh hoạt về giải pháp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhất là các khách hàng gắn bó thường xuyên, lâu dài với SHB. Trong chương trình này, hội nghị trên khách hàng VIP được xem là điểm nhấn đặc biệt và là một trong chuỗi những hành động nhằm cụ thể hóa cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng của SHB. Năm 2010, hội nghị trên khách hàng VIP lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng, mang dấu ấn đặc biệt quan trọng trong các chính sách ưu đãi chăm sóc khách hàng của SHB. Thông qua việc vinh danh 219 khách hàng doanh nghiệp cá nhân tiêu biểu nhất của năm 2009. Bên cạnh đó, chuỗi những hoạt động nằm trong chương trình trên khách hàng tại Đà Nẵng là những kỷ niệm đẹp, vô cùng đáng nhớ mà lần đầu tiên các khách hàng VIP có dịp trải nghiệm, giao lưu cùng SHB. SHB mà tổ chức hội nghị khách hàng, chúng tôi có thể kết nối được các cái khâu ở trong một cái chuỗi giá trị hoạt động trong cái ngành nghề chúng tôi. Vì vậy là nó tạo ra được cái tin tưởng trong quan hệ đối tác khách hàng. Và tất cả đối tác khách hàng đấy có một cái đặc biệt là cùng giao dịch với SHB thì ngân hàng cũng có cái lợi là sẽ kiểm soát được tất cả các cái dòng tiền trong một cái chuỗi giá trị hoạt động đấy. Vì vậy thông qua hội nghị khách hàng có thể nói là một cái cơ hội rất tốt để cho cả ngân hàng, doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong hệ thống cùng phát triển. Thành công ngay từ hội nghị đầu tiên đã củng cố thêm tinh thần, động lực để SHB tự tin phát triển hoạt động này một cách thường niên. Sau Đà Nẵng, điểm đến tiếp theo của hội nghị khách hàng lần thứ hai là ở đảo Ngọc Phú Quốc. Tại hội nghị lần này, SHB đã trân trọng vinh danh 220 khách hàng kim cương, vàng, bạc đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của SHB. Những ngày giao lưu đặc biệt giữa các khách hàng VIP và cán bộ, nhân viên SHB cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Hiền Thục, Thu Minh, Đức Hải tại đảo Ngọc Phú Quốc đã ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp hết sức ấn tượng, độc đáo trong mỗi khách hàng và thành viên đại gia đình SHB tham dự kỳ hội nghị này. Không dừng ở việc tổ chức hội nghị tri ân khách hàng ở trong nước, năm 2013, cùng với sự phát triển cả về chất và lượng của chương trình khách hàng thân thiết cũng như quy mô, tầm vóc của SHB, Macau là điểm đến tiếp theo của hội nghị tri ân khách hàng VIP SHB lần thứ 3. Điểm đặc biệt của hội nghị này, ngoài việc lần đầu tiên tổ chức tại nước ngoài, còn là sự hiện diện và đồng hành của nhiều gương mặt khách hàng VIP đến từ các tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề như điện lực, viễn thông, dầu khí, nông nghiệp, nông thôn, thủy hải sản. Tại đây, 227 khách hàng VIP được trân trọng vinh danh và có những trải nghiệm vô cùng thú vị, là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong lòng tất cả những ai tham dự hội nghị. Năm 2013, hội nghị tri ân khách hàng VIP lần thứ tư được tổ chức tại xứ sở Kim Chi, vinh danh và tri ân hơn 200 khách hàng doanh nghiệp cá nhân thân thiết của SHB. Trong những ngày diễn ra hội nghị, ông Đỗ Quang Hiển với cương vị là Chủ tịch Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Việt Hàn đã cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước đồng tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Hàn. Hội thảo đã thành công ngoài mong đợi, tạo điều kiện cho hơn 200 doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam là khách hàng của SHB tiếp xúc với các doanh nghiệp nước bạn, xây dựng tiền đề và mở ra cơ hội cho sự hợp tác kinh doanh tốt đẹp sau này. Thì thông qua những cái lần mà tổ chức hội nghị khách hàng ở trong nước và ngoài nước ấy, thì mỗi một năm ngân hàng SHB đều tổ chức ở một địa điểm khác nhau.
Thì thứ nhất là nó tạo một cái địa chỉ phong phú để mọi người mỗi một năm biết một địa danh của một nơi trong nước cũng như là trên thế giới. Hy vọng là những năm sau, Ngân hàng HSBC sẽ duy trì tiếp những cái chương trình như thế này và mỗi một năm có một cái địa chỉ khác nhau để anh em có điều kiện được tham quan, du lịch và hiểu biết lẫn nhau. Và hy vọng là trong những lần tổ chức như thế thì sẽ có thêm nhiều bạn hàng để chúng tôi ngoài việc tham quan du lịch còn có thể được trao đổi quan hệ, giao dịch về sau này để tạo một cái bạn hàng thân thiết để tổ chức tốt cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình những năm về sau này. Không chỉ được nâng tầm về chính sách ưu đãi, chương trình chiên khách hàng VIP của SHB còn liên tục được đổi mới trong việc lựa chọn nơi tổ chức để mỗi địa danh là những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ. Philippines là điểm đến thứ 5 mà SHB chọn để tổ chức hội nghị chiên khách hàng và vinh danh 150 khách hàng VIP. Hành trình 5 ngày tại Philippines thực sự là những kỷ niệm đẹp khó quên khi các khách hàng và cán bộ nhân viên SHB đã cùng nhau khám phá cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa bản địa trong những chuyến tham quan tới cao nguyên Tagaytay, hồ núi lửa Ta-an hay thưởng thức âm nhạc truyền thống mang màu sắc đặc trưng của quốc đảo này. Thành công nối tiếp thành công, phát triển không ngừng phát triển. Qua 5 năm tổ chức, hội nghị chiên khách hàng VIP thường niên đã tạo những dấu ấn quan trọng, trở thành một sự kiện lớn được cả cán bộ nhân viên SHB cũng như các khách hàng VIP quan tâm mong đợi. Song song với việc nghiên cứu để mang đến nhiều ưu đãi hơn cho các khách hàng VIP, SHB không ngừng đầu tư chiều sâu để mỗi hội nghị, mỗi lễ vinh danh thể hiện sự trang trọng, mang đến những điều bất ngờ, lôi cuốn khách hàng, hòa mình cùng văn hóa của SHB. Sau Philippines, SHB đã đưa các khách hàng tới quốc đảo sư tử Singapore xinh đẹp trong hội nghị khách hàng VIP lần thứ 6. Vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và khu vực châu Á, năm 2015, SHB đã đưa các khách hàng VIP tới châu Úc, trên đất nước Australia xinh đẹp và quyến rũ, đến một trong những quốc gia được đánh giá là thịnh vượng nhất thế giới. SHB muốn khẳng định quyết tâm được tiếp tục đi cùng khách hàng trên con đường hướng tới sự thành công và thịnh vượng. Và năm nay, với Nhật Bản giàu truyền thống và Bắc Âu cổ kính, SHB một lần nữa mong muốn được đồng hành bền vững với các khách hàng đẳng cấp của mình. Trên con đường đó, SHB chắc chắn sẽ là đối tác, là người đồng hành đáng tin cậy nhất. Tại SHB, chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ thành công và kết nối thịnh vượng.